Sau Nhật xin chào các bác. Lâu lâu hôm nay em lại về được một cái chiếc máy rửa bát TH4 các bác nhé, đời cao chót vót, dành cho các bác nào yêu đời cao mà giá thành thì cũng rất hợp lý thôi. Đây, một con TH4 mặt mũi cực mới luôn các bác này, mặt mũi rất đẹp nhé. Toàn bộ mặt mica này của nó còn rất là mới, gần như là chưa có xước sát gì, đẹp. Hai bên thành vách này thì cũng còn rất là ok. Năm 2020 các bác này. 2020 mà Nhật dùng họ đã bỏ rồi thì các bác biết rằng ở đây họ dùng cực ít luôn. 2020 series máy con này là 1325 các bác nhá. Đấy, bán đúng series máy, có một con duy nhất thôi ạ. Trong clip này có một con duy nhất và hiện tại thời điểm này cũng chỉ có một con thôi, TH4. Các cái chế độ rửa thì nói chung nó không có gì thay đổi nhiều đâu các bác, vẫn là như vậy thôi. Các chế độ này đèn hiện lên, các chế độ, nhiều chế độ rửa, nước nóng 80 độ, thời gian sấy các thứ, nói chung là Econavi loanh quanh nó vẫn như các cái model kia thôi, chỉ có là mới hơn. Đấy thôi. Bên trong nội thất mở ra thì vẫn là như vậy. Đây, thêm cái hộp này. Bốn rồi nhá. Bộ ống của nó vẫn nguyên theo. Nội thất sạch sẽ. Đấy, nói chung là TH4 thì độ mới của nó cao rồi. Thực ra thì nói về bản chất thì kể cả các cái dòng TR3 các bác, từ L2010 ấy, hay là TR5-2011 thì bên Nhật họ cũng dùng chỉ một đôi năm thôi mà. Nhưng mà theo thời gian họ để lại thì nó bẩn thôi. Chứ còn nói đúng ra thì bên Nhật họ không dùng nhiều đâu, họ dùng cái nội thất bẩn cái họ bỏ mà các bác. Họ không dọn đâu. Một con máy này nó vào khoảng gần 20 triệu bên Nhật thì họ kiếm nhanh lắm. Một vài ngày là họ mua được mà. Cho nên họ cũng không có vệ sinh. Công xá vệ sinh thì rất là cao, không làm. Chiếc này hình như thường lệ vẫn bán là 8,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Em có mỗi một chiếc này thôi. Các bác nào trước hỏi thì các bác alo lại nhé. Trước có 2 con thì các bác hỏi nhưng mà em bán mất rồi. Đợt này vừa về thêm một con này. Chào các bác.